Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 9 và quý phụ huynh. Như vậy thì ở trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái bài 16 và chúng ta đã nắm được và học thuộc lòng cái dãy điện hóa kim loại đúng không? Mạnh nhất nó sẽ là kali và yếu nhất nó sẽ là vàng, đúng chưa nào? Và thầy đã nói rồi chúng ta nên vào trong cái bài 16 hóa học lớp 8 chương trình cũ á, thì chúng ta học thuộc cái câu thần chú, đó chính là khi nào cần máy áo giáp sắt nên sang phố hỏi cửa hàng FPO á. Chúng ta nên thuộc cái đó là chúng ta thuộc luôn cho nó dễ nha. Ok, ở trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em ở bài 17, đó chính là tách kim loại sử dụng hợp kim. Thì cái bài này nó cũng nói chung á, nó tương đối dài nhưng mà chủ yếu là phần lý thuyết là nhiều của em nha. Ok, nghe từ tách kim loại thì chúng ta biết rồi. Trước đây thì thầy nói với em ở những cái vùng quê nghèo của em thì người ta hay đi đãi vàng, đi đãi vàng thì cái dụng cụ người ta rất là thô sơ, người ta chỉ cần một cái chảo, một cái thau thôi. Sau đó người ta sẽ đi đãi hết đất, các cái lớp đất đá nó còn lại những cái gọi là những cái phần kim loại óng ánh nhỏ nhỏ li ti thôi em, và người ta sẽ lấy phần đó người ta bán, nhưng mà dưới dạng là vàng thô. Thì bữa nay người ta cấm người dân tự phát để mà khai thác vàng em. Nếu mà có những cái mỏ vàng thì nhà nước sẽ quy hoạch từ đó để mà đưa dụng cụ máy móc hiện đại để mà khai thác để tránh lãng phí, em hiểu không nào? Chứ mà người ta tự phát mà chúng ta đi đào vàng khai thác vàng là công an sẽ bắt, hiểu chưa? Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần câu hỏi cơ động này. Có thể dùng phản ứng hóa học nào để tách kim loại đồng từ hợp chất Cob2 sulfate? Cob2 sulfate nghĩa là CuSO4, thì chúng ta có thể sử dụng một kim loại mạnh để mà đẩy thằng đồng ra. Thì ở đây ví dụ chúng ta có thể chọn kẽm hoặc là sắt cũng được. Chúng ta có thể chọn kẽm cũng được. Nếu mà kẽm thì phương trình phản ứng nó sẽ là ZnCu, thể loại ZnSO4 cộng với Cu. Còn nếu mà chọn sắt thì ở đây sẽ tạo thành là sắt 2 sulfate cộng với đồng. Đó, nó tách đồng ra đó, hiểu chưa? Có thể tách natri từ hợp chất sodium chloruro, nghĩa là ở đây đó chính là NaCl này. Những cái thằng này á chỉ có khả năng là điện phân nóng chảy thôi, nghĩa là natri chloruro này. Ở đây chúng ta ghi là điện phân nóng chảy nha, điện phân nóng chảy, điện phân nóng chảy thì nó sẽ ra được là natri cộng clo này, em hiểu chưa nào? Như vậy nên ta cân bằng đây là hai và đây là hai, vậy thôi, điện phân nóng chảy. Ok, thì tùy theo cái kim loại và tùy theo cái hợp chất của nó để chúng ta tách. Câu A này chúng ta có thể chọn sắt hay là chọn kẽm, thường người ta chọn hai kim loại này để mà đẩy cái thằng đồng ra khỏi muối, hiểu chưa? Rồi ở câu B, ở cái tách thằng kia thì chúng ta nhớ thầy cái phương trình phản ứng là NaCl, ở đây là điện phân nóng chảy tạo thành natri cộng clo, ở đây công bằng đây là hai và đây là hai nha. Ta học rồi chúng ta sẽ nắm thôi, không có ai ngẫu nhiên mà môn hóa này giỏi được đâu em. Môn hóa này là cái quá trình tích lũy học từ lớp 6, chương trình cũ thì từ lớp 8 nha, hai quyển sách viết. Nói chung là chương trình nói chung là khá là nặng nhưng mà học là kiến thức nó chắc lắm, lên chương trình phổ thông là học là khỏe. Còn bữa nay thầy thấy chương trình mới này này, bài tập thì vô cùng ít đó. Cái việc mà vận dụng để mà tính toán số mol, nồng độ mol, khối lượng thể tích ở điều kiện chuẩn, hiệu suất, vân vân thì thầy thấy gần như không có, toàn là lý thuyết không à, ít nhất là viết phương trình cân bằng thôi chứ không có cái bài tập gì mà liên quan tới cái số liệu cả. Đấy, mà chương trình cũ thầy nói với em là quá trời quá đất luôn, nhiều vô kể em ạ, nhiều vô kể. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở cái phần thứ nhất, đó chính là phương pháp tách kim loại em nha, phương pháp tách kim loại. Ok. Từ quặng người ta thường làm giàu quặng bằng cách loại bỏ tạp chất, ví dụ đất cát đá, để thu được hợp chất của kim loại với hàm lượng cao. Sau đó từ hợp chất kim loại sẽ tách được kim loại dạng đơn chất. Các phương pháp phổ biến thì thường thứ nhất là điện phân nóng chảy này, nhiệt liệm, rồi thủy liệm. Thủy là tiếng Tiếng là sử dụng là nước đúng không? Thì bây giờ chúng ta đi tìm hiểu cái mục em có biết là phương pháp thủy liệm này hoạt động yếu nha, nhớ là tách những kim loại hoạt động yếu trước tiên. Rồi
Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang cái phần 1 là phương pháp điện phân nóng chảy. Phương pháp điện phân nóng chảy thường dùng để tách các kim loại mức độ mạnh như natri, magie với nhôm. Ví dụ 1 này. Ở đây người ta sẽ tách được L2O3 điện phân nóng chảy để ra mà tạo thành nhôm. Đây thì phương trình phản ứng này. Được chưa? Đây là mẫu quặng bauxit này, một mẫu quặng hematit, một mẫu quặng sapphire. Đây người ta hỏi này, viết phương trình hóa học phản ứng điện phân nóng chảy sodium chlorua để thu được kim loại natri. Cái này có rồi, thầy đã viết rồi. NaCl này, điện phân nóng chảy này để tạo thành Na cộng clo này. Ở đây ta cân bằng đây 2 và đây 2 thôi. Được chưa? Tìm hiểu thêm này, Việt Nam có trữ lượng quặng bauxit khá lớn, tập trung chủ yếu ở Tây Nguyên. Hãy tìm hiểu, nghĩa là ở chỗ thầy nên sinh sống, Tây Nguyên, thầy đang ở Gia Lai em nha. Trữ lượng quặng bauxit ở Tây Nguyên thì phần này chúng ta thay tí nữa thầy sẽ đưa các công đoạn sản xuất nhôm từ quặng bauxit thì thường nó sẽ tách để ra được cái nhôm oxit. Từ nhôm oxit này người ta điện phân nóng chảy tạo thành ở đây là nhôm cộng khí oxy nha. Ha, ở đây ta cân bằng ở đây là 2, ở đây 4 và đây là 3 này. Nghĩa là chúng ta phải thu được cái thằng nhôm oxide này. Ở cái câu A này. Ta lấy ở trên cái nguồn ta là trên internet nha. Được chưa? Rồi, ok. Ta đi sang vào phần 2 là phương pháp nhiệt liệu. Nhiệt liệu thì phương pháp nhiệt liệu thường được dùng để tách kim loại mức độ hoạt động trung bình và yếu như là kẽm sắt đồng. Ví dụ này, ví dụ người ta dùng các cái gọi là carbon oxide, monoxide này để mà tách cái thằng sắt này, thấy chưa? Oxy. Thì ở đây ở ví dụ 2 này, phản ứng tạo ra kim loại sắt ở trạng thái thể nào biết rằng nhiệt độ thực hiện phản ứng cao hơn nhiệt độ nóng chảy của sắt? Đó chính là thể gì? Thể lỏng em. Thể lỏng. Do nhiệt độ thực hiện cao hơn thì chắc chắn nó sẽ ra thể lỏng. Được chưa nào? Thể lỏng. Rồi tiếp tục. Câu số 3 em. Trong ví dụ 3 là ví dụ này này. Trong ví dụ này thì kẽm thu được ở trạng thái hơi do nhiệt độ thực hiện phản ứng cao hơn nhiệt độ hóa hơi của kẽm. Làm thế nào để chuyển kẽm ở trạng thái hơi về trạng thái rắn? Thì người ta sẽ đưa kẽm hơi qua các cái dàn ngưng nghe, nghĩa là giảm nhiệt độ thì để nó đưa kẽm ở trạng thái hơi về trạng thái rắn nha, qua các cái dàn ngưng. Rồi ok, chúng ta sẽ đi sang ở cái phần tiếp theo. Ta sang phần 2 là mã, đó chính là phần hợp kim ha, hợp kim. Ta sang phần 1, khái niệm hợp kim. Hợp kim là gì? Đây, hợp nghĩa là chắc chắn là chỉ có nhiều kim loại, nghĩa từ hai kim loại trở lên thì nó mới trở thành gọi là hợp kim được. Chứ nếu như mà một kim loại thì nó không thể nào gọi là hợp kim được, đúng không? Nó là đơn chất thì không thể hợp kim được. Hợp kim là vật liệu kim loại có chứa kim loại cơ bản và kim loại hoặc là phi kim khác. Ví dụ trộn đều làm nguội, đây hợp kim nhôm và đồng này. Ok, ở đây thì người ta nói là theo em vì sao người ta không dùng kim loại nhôm để chế tạo ổ khóa và chìa khóa mà ở đây ổ khóa chìa khóa người ta sẽ tạo từ hợp kim do cái hợp kim nhôm nó có tính dẻo cao, dễ uốn cong, dễ chắc mỏng, có thể cắt dễ dàng bằng kìm cắt kim loại, do đó người ta không bao giờ mà dùng kim loại nhôm để chế tạo ổ khóa và chìa khóa em nha, mà người ta bắt buộc phải tạo ổ khóa chịu khóa là bằng hợp kim, tại vì nó rất là cứng, hiểu chưa? Chứ nếu mà tạo bằng nhôm là người ta có thể dùng kéo làm đồ là người ta cắt rất là dễ nha. Dùng chìa khóa này thì người ta vẫn cắt bằng kim cường lực được,
nhưng mà phải có kìm đặc dụng thì mới cắt được. Cho nên những cái kéo cái kìm bình thường thì không thể nào cắt được cái hộp kim này được, hiểu chưa? Nghĩa là người ta sẽ pha trộn cái tỷ lệ, ví dụ như nhôm với đồng như này. Rồi ở đây chúng ta đi sang câu hỏi này. Pha trộn bột mịn của nhôm và magie với nhau có thu được hợp kim hay không, giải thích. Có anh em nhé, có hay không? Nhôm với lại magie thì theo các em nó có thể thu được hợp kim không? Nó không thu được em nha, do sau quá trình trộn ấy, hỗn hợp thu được nó có chứa sự biến đổi cấu trúc tinh thể tính chất so với ban đầu, nên nó không có thu được hợp kim. Được chưa nào? Đây kìa. Rồi chúng ta đi sang phần 2, sử dụng hợp kim. Những phần này chúng ta đọc giùm thầy nha. Phần này phần lý thuyết chúng ta đọc để chúng ta nắm thông tin thôi. Một số hợp kim phổ biến, hợp kim của sắt và hợp kim của nhôm được sử dụng phổ biến trong cuộc sống do sắt với nhôm. Những phần này bắt buộc chúng ta phải đọc để chúng ta nắm thêm thông tin. Đây, gang này, thép này, inox này, dura này, dura. Thành phần, tính chất đặc trưng, ứng dụng phổ biến. Tại vì trong đây người ta đã kể cái bảng và so sánh rất chi là chi tiết rồi, nên thầy sẽ không đọc và không trình bày nữa. Ok chưa? Nó đã có sẵn hết rồi. Đó. Dura này thì nó rất là quý, nên là mình dùng trong cái chế tạo cánh máy bay rồi này. Nó đắt. Rồi bây giờ thầy sẽ làm cho em phần vận dụng này. Theo em nên sử dụng thép inox hay dura để chế tạo chân móng và khung cửa của cái bảng quảng cáo ngoài trời ở giống hình này, giải thích. Em, chúng ta dùng thép nha. Chúng ta nên dùng thép để mình chế tạo này nè. Tại vì nó chịu lực tốt và nó rất là cứng và giá thành là cực kỳ rẻ hơn so với lại cái anh inox với lại dura. Ngoài ra để bảo vệ thép khỏi bị ăn mòn thì chúng ta chỉ cần sơn, người ta sẽ xịt sơn cái một lớp bên ngoài này. Ví dụ như ở gia đình của mình đó, các cái mối hàn của thép này nọ thì người ta phải sơn hết, chứ không là nó sẽ bị rỉ sét hết nha. Tại vì nó sẽ bị oxy hóa theo phương trình phản ứng là sắt cộng oxy để tạo thành Fe3O4, đây chính là oxit sắt từ. Oxit sắt từ này nó sẽ bị ăn mòn kim loại, nên mà ăn mòn kim loại nó sẽ bị gãy á. Tại vì trong quá trình chịu lực thì nó càng mòn thì cái lực nó đè xuống nó chịu không nổi nữa, nó sẽ gãy á, hiểu chưa? Được nghe. Được chưa? Rồi ok, chúng ta sẽ đi sang ở trang tiếp theo nha. Ta sang phần 4, đó chính là sản xuất gang thép. Sản xuất gang thì phần này người ta đã ghi cho các em này, và người ta cũng đã vẽ cái sơ đồ lò nấu gang cho các em. Ở đây chúng ta sẽ đọc các cái công đoạn của nó, tạo sỉ rồi các kiểu là trong đây nó đã có hết rồi này. Mục đích của thầy là sẽ trả lời cho các em cái phần câu hỏi này. Trong quá trình sản xuất gang, phương pháp nào đã được sử dụng để tách kim loại ra khỏi oxit? Đó chính là phương pháp nhiệt luyện nghe nha. Phương pháp nhiệt luyện. Đó, nó đã dùng phương pháp nhiệt luyện theo phương trình phản ứng này để tách, đây là sắt. Tách sắt ra. Rồi. Cứ người ta hỏi thì thầy sẽ trả lời cho các em câu đó. Về phần luyện tập 5 này, dựa vào sơ đồ lò nấu gang và các giai đoạn phản ứng diễn ra trong lò luyện gang, hãy cho biết này, thành phần của khí thoát ra khỏi lò. Thành phần mà khí thoát ra khỏi miệng lò này á thì nó gồm ví dụ nitơ hoặc là CO2 hoặc là CO hoặc là SO2 nha. Được chưa? Ok.
Ở đây một em có biết sĩ. Rồi phần này chúng ta đọc. Tiếp tục nha. Chúng ta trả lời câu số 3 này. Phản ứng carbon cộng oxy tạo CO2 đóng vai trò gì trong quá trình sản xuất gan thép? Thì phản ứng này nó có vai trò là giảm cái phần trăm của carbon em nha. Giảm phần trăm carbon có trong gan để thu được thép. Giảm phần trăm của thằng này. Được chưa? Rồi. Sản xuất thép. Thầy đề nghị chúng ta sẽ đọc giùm thầy phần này. Thầy trả lời cho em câu phần luyện tập 6 này. Kể tên một số loại đồ dùng được làm từ thép inox Lura. Cái này dễ. Thép thì ví dụ như là khung biển quảng cáo, kéo các kim loại, kìm điện, một số inox nồi đũa dao, số từ đèn xe đạp hoặc là cánh máy bay rồi đó. Vỏ laptop. Rồi, bây giờ chúng ta đi sang phần tìm hiểu thêm. Tìm hiểu để so sánh nhu cầu sử dụng thép và gang hiện nay. Thì hiện nay chúng ta có thể tham khảo cho thầy phần này. Cái này thì thông tin thì chúng ta sẽ lấy trên mạng. Được chưa? Đó. Ok. Phần này toàn bộ lý thuyết không em? Mấy này mà thầy ghi thôi cho chắc một ngày. Rồi ok. Về phần kiến thức chúng ta được học ở đây nha. Như vậy clip hôm nay tới đây là kết thúc em nha. Trong clip sau thầy sẽ quay tiếp cho em ở bài 18. Chúc em học tốt, bye bye. Ok. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh thầy Quang cho thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa. Đó, ok. Ok. Hòa Lan đẹp các em. Đấy, đẹp luôn. Chào.